Kính chào quý vị và các bạn. Nắng nóng ở Bắc Bộ ngày mai chỉ còn cục bộ và vùng núi có mưa nhiều về đêm. Còn với Nam Bộ, quý vị lưu ý đến mưa to gây ngập úng các đô thị. Như là ở thành phố Hồ Chí Minh thì chiều ngày hôm nay, mức độ ngập sâu và rộng hơn hẳn 2 chiều qua. Nhiều tuyến đường ở các quận huyện là chìm trong biển nước như thế này và nước đã ngập tới cả bánh xe, rất là khó khăn trong việc di chuyển. Tình trạng này nhiều khả năng sẽ lặp lại vào chiều mai, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà có thể là có thêm cả Đồng Nai, bởi vì hai tỉnh thành này nằm trong vùng mưa to màu xanh đậm này, lượng mưa là từ 30 cho đến 50 mm, dồn dập trong khoảng một tiếng. Đây cũng là những khu vực có khả năng cao xảy ra sấm sét và gió giật mạnh đi kèm trong mưa dông. Bắc Bộ thì cũng có mưa trong tối và đêm nay, mưa nhiều tập trung ở vùng núi, trong đó thì Hà Giang và Tuyên Quang sẽ có những điểm mưa to trên 70 mm, cần phải đề phòng với lốc xoáy, sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm trong cơn dông. Nhờ có mưa thế nên là vùng núi sẽ thoát khỏi nắng nóng. Ngày mai nhiệt độ ở các thành phố Sơn La, Điện Biên Phủ sang tới Cao Bằng và Lạng Sơn không vượt quá 33 độ. Nắng nóng 35-36 độ chỉ còn cục bộ ở thủ đô Hà Nội, thành phố Phủ Lý và Hòa Bình. Với Trung Bộ thì ngày mai nhiều nơi vẫn nắng nóng thế nhưng cường độ bớt gay gắt hơn so với những ngày trước. Từ Vinh xuống đến Quảng Ngãi, nhiệt độ là 36 đến 37 độ. Chuyển sang thời tiết biển, khắp các vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, ra tới ngoài khơi của huyện đảo Trường Sa, tiếp tục cảnh báo mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Huyện đảo Hoàng Sa thì ít mưa, gió khu vực này cấp 4. Cuối bản tin là dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.